em lại quay lại đây để nói một tí về về sức đề kháng. Thì hôm trước em có cái bài đó về sức đề kháng, thì ở đó em nói về cái phần sức đề kháng của người lớn. Thì hôm nay em muốn nói một tí xíu về sức đề kháng nhưng dành cho trẻ em. Đầu tiên nói về sức đề kháng của cơ thể là cái khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân xâm nhập vào cơ thể để gây bệnh. Thì sức đề kháng ở trẻ em thì nó cũng là cái hệ miễn dịch của trẻ chưa được có hoàn thiện, thì sức đề kháng còn trẻ kém, trẻ hay bị ốm vặt nè, dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp và đường. Trẻ khi ở trong mẹ thì có một cái sức đề kháng nhất định giúp chống lại các tác nhân bất lợi. Tuy nhiên, sức đề kháng của trẻ nhỏ chưa phát triển toàn diện nên khi trẻ mới sinh ra phải tiếp xúc với một môi trường mới nên dễ bị bệnh nè, nhất là các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Điều này thì gây ra cái tình trạng là suy dinh dưỡng nè, còi xương. Tuy nhiên thì có một số trẻ thì cái sức đề kháng nó bị yếu ha, ví dụ như là những em mà trẻ sinh non và những bé nó còi cọc mà đường hấp thu nó không có tốt, thì cái việc mà bổ sung dinh dưỡng nó không có đem lại cái hiệu quả cao cho bé, hoặc là những cái bé nó biếng ăn ha, nó lực nó không có muốn ăn uống gì, nên cái việc mà để bổ sung trong cái vấn đề ăn uống cho bé nó rất là khó khăn. Thì chính vì hiểu rõ cái nỗi lòng của những bà mẹ như thế thì công ty K22 có đưa ra một cái dòng sản phẩm để mà hỗ trợ cho các mẹ trong cái việc mà giúp cho trẻ là tăng trưởng sự phát triển, nhất là những cái trẻ mà biếng ăn, BK Kids tăng. Với cái vẻ bề ngoài là một cái hộp màu vàng nhìn rất là sang trọng mà nổi bật, giúp cho các bé nhìn rất là bắt mắt, thì nó được làm từ những cái thảo dược quý hiếm và tự nhiên và được sản xuất trên dây chuyền đạt công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP an toàn về chất lượng. Dược thì được nuôi trồng và thu hái theo đúng tiêu chuẩn chất lượng trồng của thế giới, đó là viết tắt là WHO. Nó được đảm bảo độ an toàn và hiệu quả cho sản phẩm. Cái chiết xuất chọn lọc phối hợp từ các thảo dược thiên nhiên và các hoạt chất dinh dưỡng nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kích thích trẻ ăn ngon miệng, tăng sức đề kháng. Thì siro BK Kids còn giúp trẻ phát triển mạnh một cách toàn diện về chiều cao, cân nặng và trí não. Cái Dưới dạng dạng siro siro lỏng lỏng với hương thì vị yến thơm ngon hấp dẫn vừa giúp trẻ thích thú khi sử dụng, vừa giúp hệ tiêu hóa hấp thu nhanh hơn, phù hợp với trẻ đang gặp tình trạng biếng ăn. Đồng thời để thuận tiện hơn cho việc sử dụng thì nó sản xuất cái dạng từng cái gói nhỏ mà mỗi lần mình sẽ sử dụng một gói. Với cái dạng gói này như cái bình gì nè là trẻ sẽ rất là thích thú khi mà nhìn thấy nó. Cái cảm quan là nhìn rất là bắt mắt, thì nó còn có một cái số thành phần tăng cường cực kỳ tốt và quan trọng. Đó là FOS, còn gọi là chất xơ hòa tan, là một protein có nguồn gốc từ thực vật. Thì nó duy trì và hồi phục vi khuẩn trong đường ruột, lại cân bằng, giúp tiêu hóa tốt, tăng cường sức đề kháng, tăng cường hấp thu và chất dinh dưỡng. Nó làm giảm cái táo bón bằng cách là giúp hấp thụ nước, làm mềm phân và kích thích nhu lồng ruột, chống lại cái chứng bệnh như là táo bón và tiêu chảy. Bên cạnh đó nó còn giúp mà tăng cường hấp thu các chất quan trọng như là canxi, magie, sắt và đồng. Phần thứ hai đó là nấm vân chi. Nó chứa chất beta glucan polysaccharide, đặc biệt là BSK và BSB, là các hợp chất polysaccharide liên kết với protein, được biết đến là giúp điều chỉnh và kích thích hệ miễn dịch, tác dụng tăng cường và kích thích hệ miễn dịch nên nó có khả năng là kháng viêm, kháng khuẩn và kháng nấm mạnh. Nấm vân chi thì nó còn hỗ trợ đường tiêu hóa, là kích thích ngon miệng, là cung cấp nhiều dưỡng chất, tăng sức cho cơ thể và tăng hiệu quả điều trị. Vân chi thì còn có chất là chống oxy hóa, là nó làm chậm quá trình lão hóa và nó loại bỏ các cái gốc tự do gây bệnh. Những cái công năng chính đó thì nấm vân chi nó còn có cái tác dụng là điều hòa lượng đường trong máu nè, nó làm cho tốt cho xương tủy. Tinh chất yến cơm có trong thành phần của tổ yến, nó thúc đẩy tiêu hóa, nó kích thích vị giác, nó tăng cường khả năng chuyển hóa của các chất dinh dưỡng qua thành ruột, nó giúp hệ xương phát triển. Yến thì còn cung cấp nhiều canxi giúp hệ xương và răng của trẻ phát triển vượt trội, trẻ sớm đạt chiều cao lý tưởng và sau khi trưởng thành. Yến giúp trẻ phát triển toàn diện, nó an thần bổ não và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra trong tăng sức đề kháng BSK Kids thì còn có kẽm gluconat là vitamin B1, B2 và axit folic. Từ những cái thành phần quan trọng ở phía trên thì nó có cái công dụng rất là tốt trong cái việc mà cho bé uống BSK Kids tăng sức đề kháng, thì nó giúp cho là kích thích tiêu hóa là tăng cái cảm giác ngon miệng, giúp trẻ ăn ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn, nó tăng cường miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho bé. Thứ hai là nó nâng cao sức khỏe, giúp trẻ phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng và trí não. Nó ngăn ngừa và cải thiện các cái vấn đề về đường ruột như là táo bón là chướng bụng mà rối loạn tiêu hóa. Cái ưu điểm nổi bật như thế thì các mẹ còn chần chừ gì nữa mà không chọn ngay BSK Kids để bổ sung cho bé của mình. Thì khi mà con mình mà kèo cọt là hay biếng ăn là hay bệnh là lặt vặt như là cảm cúm rồi cứ cho bé một ngày uống 1 đến 2 gói, có thể hàng ngay dưới cái like này hoặc là để lại tin nhắn, em sẽ nhắn lại và chuyển hàng đến tận tay các mẹ. Còn có một cái giấy là đảm bảo về chất lượng của sản phẩm, khi mà bé mà sử dụng 3 hộp mà không có hiệu quả thì công ty sẽ bồi hoàn lại số tiền cho mẹ. Thì các anh chị cũng biết là một cái sản phẩm nếu không mà đảm bảo về chất lượng thì không ai dám đứng ra để mà có cái dạng là chịu trách nhiệm. Với 550.000 một hộp 30 gói,
nó phù hợp cho các mẹ có thể bổ sung cho con của mình. Nó còn có cái giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào là nó phải đúng với sự thật, rồi cái kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất và lưu hành trên thị trường.